Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Kiếm Mặc Channel. Hôm nay thì mình được biết tin là tựa game Long Vũ 3D là một tựa game cũng rất là hay ở bên Trung Quốc, chuẩn bị về Việt Nam vì có một nhà phát hành đã mua game này về rồi, nên là mình vào để trải nghiệm, đồng thời cũng review luôn cho anh em xem cái con game này nó như thế nào. Đây là một tựa game MMORPG, một trò chơi nhập vai kiếm hiệp. Ở đây thì chúng ta có 4 môn phái. Đây là cái giao diện chọn môn phái này. Mình thử ấn cái này xem, không được. Đây là môn phái đầu tiên thì các bạn thấy là cầm cây này là cây kiểu cây thương. Sorry anh em là bây giờ là buổi đêm nên là mình review mình nói cũng âm lượng nó cũng vừa phải, bởi vì để không ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Cái phái thứ hai, phái này thì cầm kiếm. Chúng ta đến với cái phái thứ ba. Phái này là một cô gái, nhưng mà nó là cô gái nhỏ chứ không hẳn là một cô gái trưởng thành. Và đến phái thứ tư cũng là một tiểu bảo bảo. Đó là 4 phái của tựa game này. Mình sẽ thử chọn cái phái đầu tiên này đi, cầm cái vũ khí nhìn nó hoành tráng. Không biết là mình có được đặt cái tên kiếm mặc của mình không. What? Không vào được à? Ở bên Trung Quốc thì họ ra rất nhiều server rồi, nhưng mà tại sao không vào được nhỉ? Tại sao nó cứ bị thoát ra nhỉ? Hay server nó đầy. Và cuối cùng thì mình phải đặt một cái tên Trung Quốc thì mình có thể vào được anh em ạ. Họ không cho tên của mình là tiếng Latin. Đây là cái đồ họa đầu game. Anh em thấy là game có cái nét đồ họa cũng khá là ổn. Đây là 3D hoàn toàn. Tựa game là Long Vũ 3D thì đương nhiên là đồ họa là phải là 3D thôi. Nếu anh em nào từng chơi Thiên Kiếm Mobile thì cái game này cùng một nhà phát hành, cùng một nhà phát triển với cái game Thiên Kiếm. Cái nút này là nút tự động này, tự động đánh này, có hai cái gươm đan vào nhau này. Ở đây thì chúng ta nhận được một số các cái quà tặng. Thôi thì mình cứ nhận hết đi, không biết là nó những cái gì luôn. Xem nào, game cũng có khinh công đấy anh em. Wow, khinh công khá là đẹp chứ phải không đâu. Khinh công cũng khá là đẹp. Nhảy được cả xuống nước nhé, chứ không phải là cảnh giả đâu anh em nhé. Chúng ta còn nhảy được cả xuống nước luôn. Lên đây thì chúng ta bay lên. Mình thấy game này khá là ổn cho các anh em mê kiếm hiệp. trong thời gian tới chơi đây. Chúng ta lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ xem. Thử cái bộ skill này xem anh em nhé. Skill thứ nhất này là phóng hẳn cây thương về phía trước. Skill thứ hai này tạo ra một cơn lốc xoáy màu đỏ. Skill thứ ba là chắc là hút địch về phía mình đấy. Còn cái skill thứ tư này là một cái skill buff. Skill khá là đẹp. À, cái skill thứ hai này là nó vừa di chuyển vừa đánh được anh em ạ. Đó, skill thứ hai đây, anh em nhìn skill thứ hai nhá. Đây mình di chuyển này. Đó, mình vừa di chuyển là mình vừa đánh được, chứ không hẳn là mình phải đứng yên đâu. Cái skill thứ nhất cũng rất là hay là phóng cảm cây thương về phía trước. Skill này thì làm tạo ra một bàn tay hút địch nhân về phía mình. Còn skill thứ tư này là một cái skill buff, mình không hiểu là nó buff cái gì nữa. Khinh công của game thì rất là đẹp. Mình đánh giá game này khinh công là thuộc dạng cực đẹp luôn. Ngay cả những game bom tấn ở Trung Quốc hiện nay thì cái khinh công cũng không có hơn được cái game này đâu. Chúng ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ để tăng chút cấp xem là sẽ có cái gì ở trong tựa game này. Mình nhìn thấy xa xa còn có những cảnh những cánh núi mây kia, không biết là có ra đấy được không nhỉ? Thử xem trong này nó có cái gì. Đây là hệ thống. À, đây là cái trang bị của thú cưỡi. Thú cưỡi cũng có trang bị. Cũng có 4 ô anh em có thể trang bị được. Game này thì nặng tầm khoảng 1 game 1 anh em nhé, cũng không phải là nặng. 1 game 1 thì với những game được play bây giờ thì thực ra nó là dạng nhẹ đấy. Mà dạng nhẹ mà được đồ họa như thế này cộng với khinh công như thế này thì mình thấy là quá là ngon rồi. Game tối ưu rất là tốt. Chơi bên Trung Quốc thì có hơi lag một chút. Chúng ta chuyển đến cái bản đồ thứ hai. Đây là ở phần ngoại thành. Vì game nhẹ lên nên cũng phải... Không, mình vừa định nói là nó đơn giản hóa cái đồ họa của cái map ngoại thành đi, nhưng không phải. Mà là nó vẫn có đầy đủ các cảnh vật cho anh em. Mà chẳng qua là vừa rồi nó lag nên nó bị chậm một chút. Nên mình lại cứ tưởng là nó đơn giản hóa đi để cho game nó nhẹ hơn. Cái chiêu thứ hai mạnh thật, tạo ra một cơn bốc mà bay hết kẻ địch luôn. Đây, phần ngoại thành game cũng rất là đẹp chứ phải không? À, anh em có muốn bay thử lên cái trên cái đỉnh núi kia không? Chúng ta thử xem nhé. Oh, mình chưa bay được lên, mình mới chỉ bay được đến đây. Lên cái mái nhà này. Đây là cái mái nhà này. Ở đây thì mái nhà này anh em có thể nhìn ra được phía xa cuộc cảnh. Cái phía xa kia cũng rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy phía xa xa cả một con đường băng mà đi lên phía trên của núi, xong có những đám mây kia. Mình đánh giá là cái game này nhìn lúc đầu tưởng đơn giản nhưng mà đồ họa nhìn ngon lắm anh em. Game này mình nghĩ là về Việt Nam là cũng có nhiều anh em chơi đây. Chúng ta lên tiếp lên đỉnh này. Đâu rồi? Chết rồi, bay đâu này? chưa chết đây, bay nhầm rồi, mình chưa quen lắm. Cái gì, cái điện thoại của mình tự nhiên nó bị xoay ngang ra. Sorry anh em, cái điện thoại nó tự nhiên nó bị xoay ngang ra. Quái rồi. Mình muốn bay lên trên cái đỉnh thế này mà nó khó khăn đấy nhỉ. Trình khinh công của mình vẫn còn là kém quá anh ạ. Tôi lại trượt rồi. Thôi, có lẽ là mình tạm dừng cái trò bay nhảy kém tắm của mình ở đây. Mình bay những cái khoảng ngắn này thì mình bay được, chứ còn lên trên cao quá thì trình bay của mình vẫn còn kém lắm. Toàn đụng trần đấy, quả vừa rồi là mình bị đụng trần đấy. Anh em muốn bay một cái khoảng cao như thế kia thì anh em phải đi xa hẳn ra. Nhưng thôi, chúng ta tạm dừng trò bay nhảy ở đây để tiếp tục làm nhiệm vụ một chút. Từ từ mình muốn khám phá ở trong những cái này nó có những cái gì cho mọi người. Đây là những cái phần thưởng rồi. Bên này này, đây là skill của môn phái này. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 skill. Tất nhiên là nó sẽ còn mở rộng ra nữa mà mình chưa tìm hiểu hết thôi. Vì trong này nó có rất nhiều, đây này, đến level 70 mới mở được cái trang thứ 2, thứ 3, thứ 4 này anh em. Đó, nó mở ra rất nhiều những cái khác mà mình chưa thể biết được. Mình tạm thời chỉ biết được những cái cơ bản nhất của nó thôi. Ngay hai bên này anh em đã thấy khác nhau rồi này. Hệ thống skill của nó cũng rất là đa dạng. Đây là hệ thống gì? Đây là hệ thống trang bị. Chúng ta cường hóa hết lên đi. Đây là cường hóa trang bị anh em nhé. Level 50 mới mở được cái này, nên là chưa thể cho anh em xem được. Mình mới level 17. Mình sẽ làm dần thêm về cái game này cho anh em xem. Để cho mình cày lên cấp một chút đã. Cái clip đầu tiên này thì mình trải nghiệm qua cho hình ảnh cái đồ họa cho anh em xem thôi. Còn khi mình cày lên cấp một chút thì mình sẽ review những cái tiếp theo cho anh em xem. Đồng thời ở những cái môn phái khác chứ không riêng cái môn phái cầm thương này. Đây là hệ thống, đây là trang phục này. Đây là trang phục của nhân vật này. Có cái trang phục này che hết cả mặt. Cái này nó mờ. Nó mờ vẫn nhìn thấy, mình bảo nó che hết cả mặt thì nhìn thấy quái được. Nó ra là nó mờ chứ không phải. Trang phục thì cũng không, mình không ấn tượng lắm với trang phục của game này. Đây là các kiểu tóc này. Đó là toàn bộ cái rất nhiều trang phục ở đây. Anh em có thể xem. Có nhiều quá, nhiều cái khám phá mà mình chưa thể biết hết được. Đây có lẽ là những cái, không biết cái này gọi là gì. Những cái icon này mình cũng không biết để làm gì luôn. Không hiểu cái hệ thống thú cưỡi, thú nuôi của nó ở đâu nhỉ. Đây là túi đồ của mọi người. Cái phần này mình xem chưa? Đây là phần setting rồi, không liên quan. Đây là xuống ngựa này. Bên này là cái gì đây? What? Mình ấn cái gì mà sao tự nhiên nó hiện lên cái... Sao mình ấn lên cái gì mà mình hiện lên ở cái giữa cái vòng bắt quái này nhỉ? Lúc nãy là mình đứng ở vị trí này hay vị trí nào anh em nhỉ? Thôi kệ đi, chúng ta đi ngắm cảnh một tí đi. Mình thích ngắm cảnh cái game này. Nhìn mấy cái cảnh chỗ này đẹp quá. Cái cảnh núi tuyết này đẹp thật. Không biết cái hệ thống bản đồ của cái game này thì nó... Đây là hệ thống bản đồ này. Anh em có thể thấy là mình thì đang ở cấp... Đây là mình đang ở cấp 17 thì mình chỉ được dừng ở cái cấp 9 này thôi. Lên cấp 20 anh em mới chuyển sang được một cái bản đồ tiếp. Nhưng mà ở cấp 9 này mình thấy cái bản đồ đây là quá đẹp rồi. Quái cái trò khinh công lên trên này. Đó, anh em lên đây có mà ngắm thoải mái. À, đứng trên đỉnh núi này luôn. Đấy, anh em thấy không? Nó không phải là cảnh giả đâu, mà tất cả những cái ngọn núi này mình đều có thể bay đến được. Cái này mình đánh giá là đồ họa dạng đẹp chứ không phải là dạng thường đâu. Đẹp quá. Nhìn xa xa lúc đầu nhìn vào game mình thấy là chắc cũng kiểu dạng thường thường thôi, nhưng mà không nghĩ là game nó đẹp như thế này. Đây là nhất là cái con đường tuyết ở phía kia kìa. Không biết cái cảnh như thế kia thì đẹp thật là đẹp luôn. Ok, mình sẽ dừng clip này ở đây để review qua cho anh em về cái tựa game mới mà sắp về Việt Nam, Long Vũ 3D. Trong cái clip này thì anh em có thể nhìn qua được cái đồ họa của game như thế nào, cũng với cả hệ thống kinh công với hệ thống skill của môn phái. Không biết môn phái này là môn phái gì, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình chơi thì mình có lẽ cũng chọn phái này, vì nó đánh thương nhìn hoành tráng lắm. Đặc biệt là cái chiêu đầu tiên ấy, phóng thẳng thương về phía trước ấy. Cái chiêu đấy mình nhìn rất là hay. Còn cái skill thứ hai này anh em có thể tạo ra một cơn lốc và di chuyển thoải mái, vừa di chuyển vừa xuất skill được. Ok, nếu anh em thấy clip hay thì like cũng như là share, comment, cộng với cả đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực tạo ra những cái clip tiếp theo cho anh em xem. Mình sẽ cố gắng review nhiều hơn về cái tựa game này, vì mình thấy cái tựa game này nó khá là tiềm năng, và về Việt Nam là mình nghĩ sẽ có rất nhiều anh em chơi. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi.